Là sản phẩm âm nhạc đầu tiên trong năm 2024 và cũng là thành viên đầu tiên của Blackpink tung dự án cá nhân, nên Rockstar nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn cầu. Tuy nhiên, sau khi MV lên sóng, sản phẩm trở lại của Lisa lại nhận về không ít tranh cãi xen lẫn các sự thất vọng. Bị fan quốc tế cáo buộc chiếm dụng văn hóa. Trước khi chính thức ra mắt Rockstar, Lisa nhá hàng MV bằng hai bức ảnh concept siêu cháy. Nữ thần tượng người Thái khiến giới mộ điệu kinh ngạc khi để tóc wave cut, tạo hình hầm hố, cá tính và nhuộm da nâu. Việc nhuộm da nâu đã đụng chạm đến một bộ phận khán giả nhạy cảm. Lisa bị fan quốc tế chỉ mặt đặt tên là cố tình blackfishing, là hành động chỉnh sửa những đặc điểm ngoại hình để trông giống người da màu, ví dụ như nhuộm da, trang điểm, làm tóc, thậm chí là phẫu thuật thẩm mỹ. Hành động này thường diễn ra ở nữ và vì mục đích thẩm mỹ hoặc thương mại. Hành động nhuộm đen chính mình để trông như người da màu với mục đích quảng bá sản phẩm âm nhạc chọc giận một bộ phận fan quốc tế là idol châu Á. Việc này khiến Lisa bị cáo buộc chiếm dụng văn hóa người da màu. Hàng loạt bài đăng chỉ trích Lisa chối bỏ gốc gác idol châu Á, không muốn làm chính mình. Ồn ào này gây nên không ít thị phi cho Lisa ngay trước thềm comeback. Viết lời vô nghĩa, xáo rỗng. Đến khi MV Rockstar lên sóng, Lisa lại khiến đông đảo fan nhạc thất vọng vì chất lượng nội dung bài hát quá nghèo nàn. Rockstar được giới thiệu là bài hát đầu tiên nữ idol tham gia vào viết lời. Với dung lượng hơn 2 phút, bài hát của Lisa lặp đi lặp lại nhàm chán câu Baby I'm Rockstar. Việc viết nhạc có vẻ vẫn là thử thách với nữ idol khi thời gian ở YG, sản phẩm của cô hoàn toàn do đội ngũ lành nghề thực hiện. Lisa chưa phát huy được câu chuyện nghệ sĩ của mình. Lyrics Rockstar bị chê vô nghĩa, xáo rỗng và quá ngô nghê trong việc muốn flexing chính mình. Mọi thứ động lại sau bài hát chỉ là sự khoa trương hào nhoáng nhưng trôi tuột. Bên cạnh đó, câu rap Lisa Can You Take Me Japani, tạm dịch Lisa bạn có thể dạy tôi tiếng Nhật Bản không, cũng gây tranh cãi dữ dội. Đặt trong bối cảnh bài hát, câu rap này thực sự không liên quan. Nhiều fan Lisa diễn giải câu rap trên ám chỉ cách nhìn nhận xa lệch của phương Tây về người châu Á, cho rằng tất cả đều đến từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc. Tuy nhiên, giải thích này không thực sự thuyết phục được người Nhật, ai nấy đều cảm thấy khó hiểu vì Lisa có quá ít liên hệ với đất nước mặt trời mọc. Kỹ năng viết nhạc non tay khiến dụng ý của Lisa không được thể hiện rõ qua ca từ, do đó càng làm người ta thất vọng về nữ idol. Những thông điệp văn hóa bị đưa vào bài hát một cách vụng về hời hợt, điều này khiến những người nghe rap đánh giá thấp Lisa. Một chuyên trang âm nhạc hàng đầu Anh Quốc NME đã có bài viết review đánh giá khách quan về sản phẩm âm nhạc trở lại của Lisa. NME nhận định, Rockstar của Lisa là một sản phẩm khoa trương, press về bản thân không quá khác biệt như ca khúc debut solo ra mắt 3 năm trước là Lisa. Vote đạo nhạc, MV, ăn cắp thiết kế. Ngoài tranh cãi ca từ nội dung bài hát, bản phối Electronic Mix Pop của Rockstar còn làm dấy lên nghi vấn đạo nhạc. Trên các diễn đàn K-pop, dân tình chỉ ra chất liệu điện tử và bộ gõ mà Team Lisa sử dụng cho Rockstar có phần tương đồng với bản hit đang làm mưa làm gió của aespa, Supernova. Tuy nhiên, vì chất liệu này khá phổ biến cho nên việc cáo buộc Lisa đạo nhạc aespa không thuyết phục. Để so sánh, chất liệu chủ đạo của Rockstar gần với album Biras của Charlie XCX hơn nhờ cách triển khai nội dung một trời một vực không mấy ai để ý đến điều này. Ngoài ra, phân cảnh Lisa cùng một trang vũ công cũng bị bóc ý tưởng góc quay và chuyển động, giống với MV Vans của Travis Scott. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn Lisa có sự tham khảo nhất định các nghệ sĩ nổi tiếng Âu Mỹ cho lần trở lại này. Kiếp nạn chưa dừng lại, Lisa và ekip tiếp tục bị tố ăn cắp thiết kế. Cụ thể, một nhà thiết kế người Trung có tên Joe Wai lên loạt bài tố Lisa và ekip Out Loud đạo nhái một thiết kế của cô từng công bố từ năm 2020. Không cảm ơn Blin, người hâm mộ Blackpink thất vọng. Ồn ào mới nhất Lisa dính phải là sự vụ không cảm ơn Blin trong bài đăng Instagram. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 6, Lisa đăng tâm thư bày tỏ lòng biết ơn đến người hâm mộ sau khi cho ra mắt MV Rockstar. Trong dòng trạng thái này, Lisa gửi lời cảm ơn đến đội ngũ RCA Records, công ty Allow và Lilies, cộng đồng fan riêng của nữ idol. Ngay lập tức, bài đăng thu về hàng loạt ý kiến trái chiều, đa số là bình luận tiêu cực. Việc Lisa chỉ đề cập đến fan riêng Lilies đã khiến một bộ phận Blin fandom Blackpink tổn thương. Bài đăng của Lisa cũng làm dấy lên suy đoán về tương lai của Blackpink. Không ít ý kiến cho rằng Lisa không còn mặn mà với nhóm.